để những người khác có thể tải được liên kết vừa rồi. Bây giờ tôi sẽ bật Google Chrome lên và dán đường link liên kết đó vào, và tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tải về một cách nhanh nhất và đơn giản nhất. Sau khi bật lên, chúng ta sẽ cùng nhau dán đường link vào, tôi nhấn Ctrl V. Sau đó chúng ta Enter. Nếu như các bạn chia sẻ như vừa rồi, thì bất kỳ ai có liên kết này chúng ta cũng có thể đào xuống được. Bây giờ để đào đối tượng này, chúng ta bấm vào đây. Các bạn chọn phần tải xuống ở đây. Hoặc là các bạn chọn phần tác vụ khác, các bạn có thể nhúng vào trang web hay là chia sẻ thêm cho mọi người. Các bạn thấy có thực sự dễ dàng không nào? Bây giờ tôi sẽ bấm vào phần download. Một hộp thoại hiện ra cho chúng ta lưu. Tôi sẽ chọn lưu trên desktop và lưu ở đây. Cũng có tên là hồ sơ khai triển kiến trúc. Vừa rồi tôi up lên, bây giờ tôi đào xuống, tôi sẽ đặt tên thành số 1. Bây giờ chúng ta xem. Và quá trình tải xuống nhanh hay chậm cũng do đường truyền mạng của chúng ta mà thôi. Còn ở những phần sau, tôi hướng dẫn các bạn tạo và tải nhiều file một lúc.